Dạ, em tên là Kim, em đến từ An Giang. Hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm thấy hơi mất thẩm mỹ do răng trước đây nó không được đều. Trước đây thì nó hơi thô với lại hơi chen chúc nhau, không đều. Lần đầu vừa gắn liền thì em thấy nó hơi cộm. Còn sau đó thì ăn uống thì bình thường. Lúc đầu thì hơi khó một xíu. Bây giờ thì thấy nó hơi lạ. Tại vì em đeo này cũng được 2-3 năm rồi. Nên là tháo ra thì chưa quen lắm. Dạ, bây giờ em cảm thấy là khuôn mặt em đã được cải thiện rất nhiều. Lúc mà trong thời gian liền thì răng nó sẽ thay đổi, nó sẽ chảy qua từng ngày. Em thấy nó đều hơn lúc trước và nó bớt khô hơn khoảng 80%, răng cải thiện được khoảng 80%. Dạ, em khá là hài lòng với hàm răng hiện tại. Về bác sĩ Quỳnh đã điền cho em thì em thấy bác sĩ làm việc rất là có tâm. Lúc điền cho em thì rất nhẹ nhàng, em cảm thấy rất hài lòng ạ. Dạ, cơ sở chất thì em thấy khá là tốt, nhân viên thì rất là nhiệt tình và vui vẻ. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến nha khoa Happy cũng như là bác sĩ Quỳnh đã bỏ thời gian này cho em khoảng 3 năm ạ.